Sao? Sáu còn nhớ cái hồi mà cái con với Sáu bị dân làng dí cái vụ con Hà không? Nhớ rồi, cái vụ đó là dân làng dí Sáu với con chạy sắp mặt đó phải không? Dạ. Rồi cái vụ đó làm sao? Để con kể cho Sáu nghe. Chuyện là như thế này. Tôi nhớ là tôi đâu có nhiều chuyện đâu. Sao ai cũng nói tôi nhiều chuyện hết trơn á. Dí rồi dân làng này ai cũng xa lánh tôi, với lại coi thường tôi nữa. Bây giờ tôi quyết định này, tụi cái gì? Tụi đất ơi, sao có đất dân á? Bởi vậy là tụi nói Tám nhiều chuyện giết họ còn cái gao kìa đó. Bà định đi đâu bà Tám? Trời ơi, con Hà hai nó đứt con ngón tay à. Mà bà đồn nó bỏ tay đến chết à. Cái thứ của bà thiệt là trời luôn á. Nhiều chuyện bà cười cái gì? Bà đi chó bà! Lan nè, tôi nói cho bà nghe nha. Hôm nay tôi chuyện là vậy đó sao? Kể từ đó con đâu có dám về đây đâu. Ờ, nhưng mà thôi con cũng đừng có buồn. Mọi người bỏ qua cho con hết rồi, không ai trách cứ gì con hết trơn á. Kể từ cái ngày mà con đi, cái làng này nó buồn dữ lắm. Sao buồn vậy sao? Thì không có ai nhiều chuyện nên nó buồn. Sao cứ chọc con quà? Sao nó chơi á? Ủa mà giờ con đi đâu vậy? Dạ, con đi về nhà anh con. À, nhà của thằng Bảy Teo hướng này nè. Vậy bây giờ con đi nha Sáu. Ừ, con đi qua bển trước đi. Giờ Sáu qua, Sáu mua mớ đồ, cái rồi Sáu qua nha. Dạ. Ừ, ừ. Bye bye Sáu nha. Ừ. Tắm mát mẻ nha, sạch sẽ nha, chưa chiến đấu nha con nha. Lần này con phải giết con gà của thằng Bảy Dịch cho tao ha. Cố gắng lên con nha. Thua nhiều quá rồi, giờ mà thua nữa là hết tiền ăn Tết. Hết tiền ăn Tết xong kèm theo cái là bị đuổi khỏi nhà. Rồi tao vô tao ở chung với mày luôn á. Thưa với mấy chiến hữu rồi hết trơn hết trội. Bữa nay con Tám nó về nữa. Sao ta? Ai rước nó? Em Tèo. Tèo ơi. Tèo ơi, Tèo ơi. Đi đợi anh chứ. Trả tiền biểu con. Tiếng ơi con, có gì chuyện gì không tiếng? Mày đi chậm chậm thôi, mày chạy cho cố vô, mày dấp nấu, dấp. Ngồi xuống. Bữa nay á,
Dạ. Bữa nay cô tán con về. Dạ. Tí không đi đón được, con cứ nhìn tí nha. Ủa, cô đón về tí? Đúng rồi, bữa nay cô tám gì quen tết. Tí kẹt công chuyện quá. À, tí bận công chuyện gì vậy tí? Ừ, tao đi đá gà thôi. Hả? À, đi đá gà tí? Trời. Nhỏ nhỏ cái miệng mày coi. Lớm xùm. Mẹ mày nghe được, mẹ mày xé xác tao. Ngoan đi, con khoái đá banh đúng không? Dạ. Tao biết mà. Chiều tí đi đá gà về, tí mua cho con trái banh. Dạ. Ừ. Thôi, đi. Mình đi trước đi. Tao đi sau. Ngon lành, ngon lành. Lành, cục cưng bữa nay phải chiến thắng nha. Chiến thắng nha. Tăng 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 tăng. Ông đi đâu giờ này vậy? À, tôi đi rước con Tám. Con bữa nay con Tám nó về á bà. Có phải đi rước con Tám thiệt không? Đúng rồi, đúng. Tôi rước con Tám mà. Vậy đi đi. Anh này về ăn cơm á. Thoát rồi. Cha này không biết có phải đi rước con Tám không? Cái mặt giả giang cái vậy? Còn giấu giấu cái gì trong áo nữa chứ? Sao xạo rồi biết tiệt tui à? Bà gà. Dạ. Bảy teo tới chưa? Chắc là nó sợ anh Bảy. Nó teo ngủ nhà luôn rồi. Đúng tụi bay. Sắp Tết rồi. Nghe tiếng đánh trống mỗi lần á, thấy nôn nao trong lòng quá à. Mà hôm nay cô Tám từ bên nước ngoài về, chắc thế nào được nhiều tiền xì cho mà coi. Ủa, mà nãy giờ đứng đây đợi lâu quá. Cô Tám nãy chưa thấy tới nữa. Lâu quá, bỏ chân chết vậy. Trời ơi. Đúng rồi. Tôi teo thiệt rồi. Teo cái đầu tụi mày á. Tao tới nè. Trời ơi, hứa là uy tín, người lớn mà. Mày cũng đúng hẹn đó. Sao không, tao uy tín mà mày, đâu sợ mày đâu mày. Mày đem gà gì đó với anh Bảy tao mày. Nè mày, chuẩn bị coi mày, con cục cưng của tao mày. Móc ra mày. Bách chiến bách thắng đó mày. Nè mày, gà khét mày. Ê tụi bay. Trời, tại sao? Biết sao, con gà khét nghe cái tên rồi là biết vô chảo đâu, khét nghẹt luôn rồi. Thôi nói mày. Đá xong thì biết con nào lên chảo mày. Gà mày đâu mày? Chơi mày, coi nè mày. Gà. Mở ra, thêm. Sao mày? chơi mày. Đá mày. Bắt ra mày. Chơi mày. Đá mày. Bà gà. Có quan nha. Tiếp gà. Nhận nha. Giống cô Tám quá vậy ta. Mặc đồ sang trọng. Hồi hôm qua Cô Tám. Má. Ủa, cô là người nước ngoài hả? Cô sẽ mang giọng xương ốc măng. Trời ơi, cô hỏi cô là người nước ngoài hả? Hay hơn một quý à. Cô là người Việt Nam. Ủa, cô là người Việt Nam? Sao nãy giờ cô hỏi cô cứ quát hoài vậy? Mà cô đi đâu vậy? À, cô đi tìm nhà. Trời ơi, cô đi tìm nhà ai? Con là trùm khu này luôn á. Ghê, ở trùm khu này luôn hả? Sao? Cô đi tìm nhà ai? Cô đi tìm nhà anh cô. Ủa, anh cô tên gì? Anh cô tên Bảy Teo. Ủa, anh cô tên là Bảy Teo? Ừ. Vậy cô có phải là cô Tám Heo không? Không phải, cô Tám Quéo. Ý, cô Tám Quéo gì rồi, cô Tám Quéo gì rồi? Thiệt á. Dạ. Tên Tám Quéo á, tên cũng tên của cô. Dạ. Cô ra nước ngoài, cô đổi tên rồi. Tên gì vậy cô? Cô Tám Quéo Ếch. À. Ủa, cô Tám Quéo Heo vậy, tới cô Tám Quéo Ếch luôn á, Ếch hả? Không phải. Ếch, Ếch, Ếch. Hiểu chưa? À. Cô Tám Quéo Ếch. Không phải, cái đó là cô đánh dừng. Còn Ếch mới là ông đánh dừng. Hiểu chưa? À, cô Tám Quéo Ếch. Ừ, mà sao cô biết tên cô vậy? Trời ơi, con là Tẹo nè cô. Cái gì? Thằng Tèo? Dạ. Phải mày là con Bảy Teo anh cô không? Dạ. Dạ, thì dẫn con về. Dạ. Trước đi. Khoan cô. Dạ. Nhưng mà cô từ bên nước ngoài về á, không biết cô có gì không vậy ta? Quà đúng không? Trời ơi, sao cô hiểu tâm lý con dữ vậy?
Trời ơi, do lúc ngoài thích quà chứ con. Mà con cho nước, con cho cái một món quà này gia đình con sạch cả năm luôn. Cái gì vậy con? Đây, để con xíu nha. Quà này, ú, đảo nhỉ. Ủa, cái này là trong cuốn lịch của gì con? Thì đúng rồi, cái là cuốn lịch đó con. Ủa, sao cô nói xài một năm? Thì đúng rồi, mỗi lần á mà con xé một tờ ra thì lúc đó đúng một năm rồi. Trời ơi, cô kỳ quá à. Cô giỡn thôi, tết rồi phải có lì xì đúng không? Dạ. Rồi để cô lấy cho nha. Nè. Cảm ơn cô. Đã đứng ở luôn mày. Thằng ghê nha mày. Nhớ mày. Ghê mày. Sợ luôn mày à. Vô con. Giữ mày. Khỏe mày. Giữ mày. Chơi mày. Khỏe mày. Khoan mày. Chuyện gì mày? Gà tao khát nước mày. Có nước không? Không có nước mày. Không có thôi mày. Khỏe mày. Giữ mày. Chơi mày. Giữ mày. Chơi mày. Chơi mày. Thả mày. Khoan mày. Chuyện gì nữa mày? Gà tao đói bụng mày xin lúa mày. Không có lúa mày. Có cơm hả mày? Không có cơm mày. Thôi ăn luôn mày. Đá mày. Chơi mày. Chơi mày. Giữ mày. Giữ mày. Tao bớt gà không có mày mày. Lộn mày. Quấy tao đá mày. Đủ đạn tụi mày có đau. Đá mày. Đá đi mày. Chơi mày. Giữ mày. Chơi mày. Đá mày. Giữ mày. Cứu mày. Thôi lại nghe. 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 Cái gì vậy? Ủ đạn mày dám lừa tao mày. Anh mày thấy em. Bình tĩnh lên mày. Giờ mày sao mày? Mày đang rất giờ mày ướm giờ mày quá chạy. Mày không kêu cái bản mặt anh bảy đâu ra gì hết mày. Mày giờ mày muốn sao? Không dám đến tao mày. Dạ, xin lỗi mày. Mày bỏ kẹo ra nói chuyện với tao đi. Ngậm cái kẹo nói chuyện không có nghe được gì hết. Xin lỗi mày, em nóng quá. Bây giờ mày sao? Mày đang đá gà với anh bảy tao, mày ôm con gà mày bỏ chạy là mày ý gì hả? Mày muốn gì? Mày nói gì? Mày lưu đạn mày, lưu đạn mày, thu xanh ra ông má mày. Ây da, ây da. Mày nói. Cho tao nói chưa? Mày nói đi. Tụi bay, lộn mấy anh, tha cho em đi. Em mà đá gà thua hết tiền, không có tiền ăn Tết. Vợ về đổ em ra khỏi nhà chết em luôn á. Mấy anh, tha cho em nha. Tao ơi, cứu tao ơi. Cứu tao, cứu tao. Ủa mà, mày kêu của tao không? Ủa mà anh làm gì mày kêu dữ vậy? Cứu anh Tám ơi, cứu anh đi Tám ơi. Anh lại đi lấy gà nữa đúng không? Tại anh chặt anh bỏ không được Tám ơi. Cứu anh đi, mấy người này quên anh chết. Mọi chuyện để em lo. Sao mấy người với anh tôi? Anh tôi làm gì mấy người? Mà mấy người là ai? Là ai hả? Là ai hả? Giới thiệu là ai? Dạ. Xin trân trọng giới thiệu cho bà biết, đây là anh Bảy Dịch, chuyên buôn bán heo nái, nổi tiếng cái cồn này. Đúng tụi bay heo quá giờ heo. Dạ, xin lỗi anh Bảy. Đây là anh Bảy Dịch, chủ chạy gà ở chỗ này. Thằng anh của bà là đá gà mà ôm gà bỏ chạy. Bây giờ bà giải quyết cái gì? Giải quyết sao? Mấy người biết tôi là ai không? Tôi xin tự giới thiệu cho mấy người biết, tôi là bà Tám nhiều chuyện nhất ở xa này luôn. Bà nghĩ sao vậy? Bà nhiều chuyện ai mà sợ? Mấy người cười khiên dễ tôi hả? Tôi sẽ cho mấy người biết độ lợi hại của bà Tám nhiều chuyện. Anh Bảy tránh ra. Mày tránh ra. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao vậy Bị ơi? Tao bị gì vậy? Hay quá, hay quá Tám ơi. Cảm ơn Tám. Thôi, về nhà nha. Đi về nhà. Quên. Kêu Bảy xử đẹp anh luôn. Mét Tám ơi. Chị Bảy. Mình Bảy nè. Mình ông đi đâu giờ này mới về? Tôi rước Tám nè mình. Tám Tám về hả? Đúng rồi. Tôi hỏi ông một lần cuối, ông đi đâu? Tôi trả lời rồi mà, tôi nói thiệt, tôi rước Tám nè. Ông rước con Tám mà cái bội gà của tôi hai con mất một con. Con gà khác đâu? Con gà khác ai trái rồi. Phải gà khác đây, gà khác đây, gà khác nè. Mẹ đi đi lấy gà, đi còn hứa mua cho con trái banh nữa. Mẹ im cái ai mượn mày khai vậy? Anh lớn già đầu không ra làm ai hết trơn, suốt ngày nói đi gà hoài. Chị Bảy xin lỗi chị Bảy. Cô coi đó, ở nhà không coi, suốt ngày đi đá gà. Đá gà, đá gà mẹ. Em chóng mặt lắm rồi. Mình ơi, mình tha tôi đi mình. Tha tôi lúc này đi. Tôi hứa với mình là từ nay về sau tôi không có đá gà hàng ngày nữa đâu. Tôi hứa chắc luôn là hàng ngày không bao giờ đi đá gà nữa. Lâu lâu cho đi đá một lần. Lâu lâu đi. Chồng nói con ơi, mày quýnh kiểu này người ta dòm người ta cười, mày quýnh tao không chứ mày có quýnh nó đâu. Cô Sáu coi á, nhà cửa nó không coi, tối ngày nó đi đá gà không à. Mày bậy bậy, tại sao mày đi đá gà? Nhưng mà con ơi, là không có gì hết trơn á, có gì vợ chồng mình vô nhà đóng cửa lại dạy bảo nhau nghe không con? Đúng. Hàng xóm người ta cười. Đúng cái gì? Anh Bảy á, anh Bảy xin lỗi chị Bảy đi, rồi chị Bảy tha cho. Tha cho đi mình, ơi mình là không đá gà nữa, tôi hứa uy tín. Hứa hẹn cái gì? Ông hứa với tôi cả trăm lần rồi, có làm được đâu. Ông thề đi tôi mới tin. Thề đi con, thề đi. Thề. Thề. Tôi Bảy Teo xin thề, từ nay về sau tôi không đi đá gà nữa. Nếu mà tôi đi đá gà cho tôi đá trận nào cũng thắng luôn đi. Ông thắng à, cái gì vậy mày? Thề lại cho mày thề đàng hoàng coi. Tôi thề từ nay về sau tôi mà đá gà nữa chứ trận nào tôi cũng thua đi, vừa lòng mình chưa? Rồi đâu phải vậy coi được không? Thôi mà chị Bảy, thấy anh Bảy cũng ăn mang sắm hối rồi, chị Bảy tha cho anh Bảy đi. Mà chị Bảy đi mà tha cho Bảy đi. Đúng rồi, tha đi con, tha đi cho nhà nó yên tĩnh nha con. Bây giờ nè, bữa nay Sáu cô đem theo con vịt sim, không mấy bây giờ mình vô mình làm mâm cơm cho mình mừng con Tám về. Đó vậy đi cho gia đình nó im xuôi nghe con. Vậy mới ngon lành. Thôi được rồi, tôi nể mặt mọi người ở đây á, tha cho ông lần này. Thôi vô mừng vịt. Đi vô mừng vịt. Gì nữa? Ông mừng con gà đấy cho tôi. Ê bậy. Thôi mày, trời ơi, mừng là đúng rồi. Mừng là đúng rồi. Là tôi mừng ông luôn. Mừng đi. Cục cưng. Mừng đi tiếp. Mừng đi. Vĩnh biệt cục cưng. Thưởng tiết bao tinh đồng chí Nguyễn Khét, tên thường gọi là gà khét, đã vĩnh viễn lìa đời. Từ nay xa cách mong gì ta trong ấy gái gái khét ơi khét ơi khét chết luôn rồi khét ơi khét ơi. Một cơn thơm quá trời đất ơi, con gà chết mà ông ngồi ông khóc giống như ma trù vậy. Cưng của tôi chết đi tôi đau lòng lắm. Đau lòng gì? Tôi chết nè, chưa chắc ông khóc được vậy nữa. Cưng ơi, nhìn cái mặt hay ghét à. Cục cưng ơi,
cục trưng. Anh Bảy. Bảy, cho em mượn đùi đi. Đùi hả? Dạ. Đùi. Này, ăn đi. Cảm ơn anh Bảy nhiều nha. À, dạ. Đi đùi cục cưng. Cục cưng, trả đùi đi. Trả đùi chứ. Cái đùi cục cưng mà. Trời đất ơi, bay ơi, bay lớn già cái đầu mà bay cứ hả? Chồng ghẹo nha hoài vậy bay. Thôi mọi người vô ăn cơm nha. Ngồi đây con. Mời Sáu ăn cơm. Mọi người ăn cơm nha. Ăn đi tụi con. Ăn nhiều nhiều nha. Tụi con ăn luôn. Ăn đi. Ủa quên, thôi khỏi. Tự nó gấp. Đồ ăn nhiều lắm mấy đứa ơi, ăn nhiều nhiều nha tụi con. Vậy em ăn nha anh Bảy. Tự nhiên mà. Ê, Tám. Ủa, Tám, sao vậy Tám? Con bị gì vậy Tám? Sao vậy? Ủa, sao con chó mày đúng răng vậy? Sao kỳ vậy? Răng giả. Sao là biết à? Sao sao vậy sao? À, bay có nhớ cái phần 1 mà chuyện bà Tám không? Ờ, có. Cái khúc cuối đó mày nhớ không? Là dân làng dí tao nó chạy ngoài đường, xong rồi nó dắt té, nó gãy hai cái răng. Nó đi qua bên Mỹ trồng hai cái răng giả mới xài tới bây giờ luôn. À, ra cái tập nhiều chuyện. Bỏ các nhiều chuyện nha Tám. Quê ăn Tết, thăm cha mẹ thân thuộc đồng quê hương. Dù ai đi xa khắp nẻo muôn phương, cuối năm rồi cùng về quê chúc Tết. Chúc ông bà sống lâu thật lâu, chúc cha mẹ hạnh phúc vui vẻ, chúc anh chị em năm mới phát tài. Nào ta cùng về quê ăn Tết. Năm nay ai cũng mong về người đi, về đây ăn Tết với quê hương mình thật đông. Nhiều niềm vui, tiền duyên nước tình giàu đầy tim, luôn thành công và gặp nhiều may mắn.